nay mình sẽ đi vòng vòng Châu Thành, mình kiếm mấy con cua hú nha các bạn. Giờ này cũng tầm 3 giờ chiều các bạn. Ba anh em mình đi dạo dạo Châu Thành kiếm mấy cái thứ mới. Đi kiếm con hú với cua, tối đêm mình sẽ còn. Đây mấy đêm trời còn nắng quá, mấy đêm mình ở đây núp mát xíu nữa mới đi các bạn ơi. Rồi các bạn đón xem tiếp mình săn những con cua với những con cua hú ở Châu Thành nha các bạn. Mấy anh em mình đang chạy dạy đường tốt thì nghe trong cục lời mình nó kêu các bạn, hai ba con trong này. Vô đây thì khu này người ta nuôi có mấy cái ao nuôi cá, cò quá trời, tập trung là về các bạn ơi, quá trời nhiều cò luôn. Mấy anh em mình băng đường ruộng vô, quá trời luôn. Không ăn được tuôn hú thì ăn cò luôn các bạn. Chết mò rồi, dính ngang cái kênh rồi. Xui vậy, xui vậy. Bốn con luôn hả? Ủa qua không được hay gì? Quá trời cò luôn anh. Nè. Ừ, cò nhiều lắm. Thì vô bắn tu hú trước đi. Bắn tu hú không được thì anh em mình bắn mấy con cò. Tu hú nha các bạn. Còn canh kỹ vô. Kỹ vô dạng rớt lẻ lắm. Em thấy rồi, xong ấy lũi lên lòng ơi, nó xuống một lần mới đó. Xuống đây nè. Còn thấy nó dít cỏ ở đây kìa nè. Kìa kìa, nó lũa kìa, thấy không? Kìa nó kìa. Bỏ đi. Trong này kéo không được. Ngoài đó thoáng không? Rồi. Yeah. Tu hú Châu Thành. Tu hú Châu Thành nha các bạn. Kìa nó nằm kìa. Đây để em. Cái cây kiều vô. Ha. Em kêu ông quắc qua đậu đó, sợ nó thấy nó bay. Có gì đâu hút trời. Dạng đó. Chạy ngang thấy đứng cục đó nè. Dạng nó ghê trời. Xuống đi thôi cho thành nó hít ra đây. Trời ơi cái cây kiều ngon cực kỳ luôn. Ê đứng đi, đứng trên đi, đứng trên đi. Tu hú nè. Bắn sợt tu hú nè. Châu Thành còn khá nhiều tu hú nha các bạn. Không lượm được đấy, không lượm đi. Tuyệt vời. Cái mỏ hay vậy trò, bắn dằn cái mỏ dưới luôn mà. Con này rớt nước ướt lông hơi xấu các bạn ơi. Vũ đi, vũ. Nó còn bay được á. Tính đâu ị bay luôn rồi chứ. Anh rớt cái kiến cạnh lông. Một em các bạn ơi. Quá đã. Trời bồi gãy im lum chứ. À vậy chắc cứu thôi mất phụ lắm. Tôi thành nhiều chim lắm bạn ơi. Hey.
Rồi tiếp tục tới. Một bé đó các bạn. Ôi siro. Mẹ em cái gì? Đó. Con đi. Con đi. Mày nó quẹo kìa, thấy chưa? Mày. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Gì chạy? Nói anh bắn quẹo giò mà. Chết. Gớm vậy? Ừ, gớm xuống cây nằm mắt nó luôn. Tiếp. Tiếp. Gió đờn cũng thun. Đâu rồi? Cái nhánh ngoài lỗ nè. Thấy chưa anh Long? Ờ, tôi nhìn thấy à. Nhìn nó, rồi đi vô ăn nè. Xin vô lợm anh em ơi. Một con cu Châu Thành nha các bạn. Một em. Để em ra cái, để em ra cái. Con bông chưa thấy ra. Con bông chưa thấy ra. Mấy anh đen mới ra mà. Cái ớt có bản kìa. Hay quá anh Long ơi. Một con thôi các bạn. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi, để đi chút xíu lận. Còn nhiều. Rớt đó còn thôi các bạn. Long ơi, từ từ Long ơi. Con bông nó đậu bên này nè. Chết tốt luôn mà. Ôi là trời, đây các bạn. Trời ơi, đã các bạn ơi. Tiếp ở đây còn mấy con các bạn ơi. Không còn bông như mấy con đen nữa. Rồi, mấy anh em mình vô đây được con các bạn. Quá trời luôn rồi, mấy anh em mình làm được có 1 con à. Đang quá trời luôn, đang chạy luôn mà. Ủa, nó nổ cái trổ qua luôn. Trời bắn. Bắn cái chết luôn. Ừ, qua luôn. Tôi bị bắn cục giò. Cục giò. Cục giò nó chạy. Trời. Tôi hú chắc bị đây bị bắn á. Ở đây chắc bị bắn cho lắm rồi. Cục giò nè. Nữa. Đây đỉnh thiệt chứ. Nha, nó bắn cục cái giò luôn trời. Tôi hú tăng tật. Giờ làm vô giả cho nó. Qua đây nè Long. Long qua đây nè Long. Thấy không? Thấy một cục đen không? Thấy không nữa. Không biết rồi, quay cái mặt nhiều cái này xiên được ở ở bản trống không? Kìa quay qua bản kìa, quay bản kìa. Vô cây me trống hay gì á. Ủa cái cây đó. Bay luôn rồi. Bay luôn hả? Vô cây trong đó rồi. Ừ à trời.
Vô kiếm nè anh. Đi luôn hả chứ không sắn vô hả? Con nó chết á. Nổ cái bung mà. Nó sẵn ngoài đây nè. Dài anh Long ơi. Bị đuổi. Đây nè Trung. Bị đuổi rồi. Kìa. Ê, bị đuổi cầm hai con ra luôn kìa. Đây rồi hả? Trời. Đồng đội đến. À, trời. Đã các bạn ơi. Cái con này bay qua trong đầu thiêu anh đuổi bay qua này ở đây nè. Đúng rồi. Con này zombie á hả? Không, con zombie trước mắt rồi. Còn bóng đây là nó bay hai con bóng lận. Ừ. Con bóng bay đây mà ai bắn hụt. Con mông ba đây là hai con lận. Hai con rồi. Rồi đã tiếp. Con để đâu tới nè. Nãy bị chửi vậy? Chửi. Ui đi đâu chó cắn mày hỏi sao vậy? Đi ra mày đi không ta? Mày sao? Đi đi. Vậy sao? Mày đi. Dạ chú ơi, con bắn nước rồi chú cho con lượm con chim cái chú. Đâu? Ừ. Tự nhiên con ba con đèn đâu ba lại đóng bùng rớt con đèn. Thôi mày đừng có bắn nữa. Mày đi ra đi. Cho con lượm chim cái này nó đi. Lượm. Hai con má ngọt ngay luôn. Ê, đồng đội tôi dữ thiệt trời. Có cấp xe tống không? Cấp xe được. Thành bọc cái anh. Nè đúng má, mày nè anh lùn đúng. À, vô lò thiêu luôn trời. Hai con nữa các bạn. Cháy rồi, đưa cái này cháy đi. Ừ. Cậu đen kia đang chạy luôn, bắn bình đồng còn. Tiếp. Vô bị chửi luôn trời. Nó xuống, chụp một cái. Má, trời. Ây ơi trời, thấy cái đầu nó chưa kịp bắn nữa trời. Chị mà tưởng đâu con không. Trời ơi con cỏ. Em có cái vừa này. Rồi các bạn ơi. Đây ngày thứ hai mấy anh em mình ở Châu Thành từ 4:30 tới 5:30 anh em. Gần năm mấy gần 6 giờ. Anh em mình được ba con tụ hú với mấy con cu. 2 ngày 6 con. Mình đi tầm chừng tiếng mấy đồng hồ các bạn. Sắm chết gì. Ngày thứ hai nha các bạn. Vậy là im rồi. Vậy là im rồi. Mình đi tìm mấy cái điểm mới không các bạn. Quần khu Châu Thành tìm mấy điểm mới. Ngày thứ hai mình đi tìm điểm. Rồi hẹn bạn ở clip tiếp theo nha. Các bạn có mua thun bina gì thì liên hệ số điện thoại mình để góc trái màn hình nha các bạn. Ok, hẹn các bạn ở clip tiếp theo.